Các bạn biết không, vào những ngày đầu khi mà hệ thống điện mới ra đời thì mô hình điện một chiều do Thomas Edison thiết kế đã được áp dụng rộng khắp tại Mỹ với nguồn điện áp chỉ 110V mà thôi. Và theo mình được biết thì dòng điện một chiều chỉ chạy theo một hướng nhất định bất chấp việc cường độ của nó có biến thiên hay tăng giảm ra sao. Cơ mà sau một thời gian dài được sử dụng rộng rãi thì người ta lại nhận thấy rằng dòng điện một chiều có điểm trừ lớn, đó là nó không đủ khả năng để cung cấp được lượng điện năng đủ mạnh trên quy mô lớn cho cả quốc gia hay thậm chí là chỉ một thành phố. Uầy, thế thì không xong rồi, vậy là rất nhiều các nhà khoa học lại vắt não suy nghĩ cách khắc phục các kiểu đến bạc cả đầu luôn. Rất may là sau đó thì ông Nikola Tesla đã thành công phát triển nên một dòng điện xoay chiều 3 pha có điện áp lên đến 240V. Và nói về dòng điện xoay chiều này thì nó rõ ràng ưu việt hơn dòng điện một chiều rất nhiều. Bởi bên trong hệ thống điện năng có đến 3 dòng điện xoay chiều có cùng tần số biên độ nhưng mang pha lệch nhau. Nhờ vậy mà nó có thể cung cấp nguồn điện áp đủ mạnh để phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất cho toàn nước Mỹ. Tuy nhiên, lúc đó một vấn đề khác lại đặt ra, đó là dòng điện xoay chiều 3 pha có điện áp 240V lại nguy hiểm hơn rất nhiều so với điện áp 110V. Nói dễ hiểu hơn là nếu chẳng may bạn hậu đậu chạm tay vào nguồn điện 110V thì bạn chỉ có cảm giác giật tê tê đầu ngón tay hay quá lắm ấy thì là chỉ đứng hình trong vài giây thôi. Chứ nếu mà bạn số nhỏ chạm phải nguồn điện 220V ấy là coi như toi đời luôn. Rất nhiều trường hợp đã phải bỏ mạng bởi vì là mấy sự cố điện năng kiểu đấy xảy ra ở Việt Nam ấy. Cũng chính vì thế mà Tesla chấp nhận cắt giảm nguồn điện áp xuống phân nửa, tức là 240V xuống chỉ còn 120V để đảm bảo độ an toàn cao cho dân đen. Nó tỏ ra khá phù hợp với các thiết bị điện sử dụng điện áp thấp có tại Hoa Kỳ từ trước đó. Nhưng đến khi mà bóng đèn dây tóc chịu áp cao bắt đầu trở nên phổ biến thì cả châu Âu dần chuyển đổi sang mạng lưới điện áp 220V vào năm 1899. Làn sóng này bắt nguồn từ Berlin của Đức rồi dần dần lan sang các quốc gia lân cận nằm trong khối EU và cả toàn châu Âu. Rồi khi mà chiến tranh thế giới thứ hai nổ ra, hầu như tất cả các thiết bị điện trước đó ở châu Âu đều bị phá hủy nặng nề. Thế là nơi đây lại có hướng đi mới là xây dựng hệ thống điện tiêu chuẩn 230V. Nhưng dù cho như thế thì Hoa Kỳ vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến các bạn ạ. Họ vẫn trung thành với hệ thống điện xoay chiều 120V với tần số dòng điện là 60Hz. Vậy các bạn có thắc mắc lý do là vì sao hay không? Có lẽ là nhiều bạn trẻ vẫn nghĩ rằng là Mỹ làm như thế là bởi vì đề cao sự an toàn của người dân lên hàng đầu đúng không nào? Ui, nó chỉ là cái lý do củ chuối thôi, bởi vì là chúng ta cũng biết là hiện tại đã có rất nhiều những thiết bị chống giật được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới rồi đúng không nào? Chỉ cần có bất cứ sự cố nào xảy ra thôi là nó ngắt nguồn ngay, cho nên là chuyện chết người chẳng cần phải lan tan gì nữa đâu. Cái chính ở đây đó là hệ thống điện 110V được xây dựng ở Mỹ đã từ rất lâu đời. Nếu như bây giờ mà nước này đập đi xây lại thì họ cần mất rất nhiều thời gian. Và cái quan trọng nhất đó là họ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ chở bằng cả đội xe tải luôn. Còn về phía người dân thì mọi người cũng cần phải đầu tư thêm cho mình thiết bị biến đổi cường độ dòng điện thì mới có thể sử dụng được mấy thứ đồ gia dụng chỉ chịu áp thấp đã mua sắm trước đó. Chỉ tưởng tượng thôi mà mình cũng thấy là nó tốn kém và phiền phức rườm rà đến mức nào luôn rồi ấy. Vậy thì tội gì mà anh đại này phải làm cái chuyện tốn công tốn của như thế kia? Thứ gì còn xài được thì cứ xài thôi, chứ mắc mớ gì mà phải đầu tư lỗ vốn như thế đúng không nào? Cơ mà cái đáng nói ở đây là khi được thầu khoán kiến thiết lại hệ thống cơ sở hạ tầng ở phía Tây của Nhật, Mỹ cũng quyết định xây dựng mạng lưới 110V cho nước này luôn. Nó khiến cho khu vực phía Tây của Nhật bây giờ cũng được đồng bộ hóa mạng lưới điện 110V giống như là của Hoa Kỳ. Rồi đến khi mà anh đến thi công hệ thống điện lưới của xứ sở mặt trời mọc, họ cũng đành phải ngậm ngùi lựa chọn mạng lưới điện 110V tương tự như Mỹ để đồng nhất nguồn điện áp của cả quốc gia. Chứ chả nhẽ bây giờ ở một đất nước thôi mà mỗi vùng lại dùng mỗi nguồn điện áp khác nhau thì còn ra thể thống gì nữa? Bắc Anh mà không làm thế thì chính phủ Nhật Bản cũng ứ có chịu đâu. Vậy còn Việt Nam của chúng ta thì sao nhỉ? Tại sao chúng ta lại chọn nguồn điện áp 240V ngay từ đầu mà không phải là 110V như là anh Mỹ đây? Lý do thứ nhất là vì ánh sáng điện năng đến với Việt Nam chúng ta trễ hơn Hoa Kỳ rất nhiều, nên Việt Nam có cơ hội được tiếp cận với nguồn điện áp 220V từ thuở ban đầu. Và sau khi làm phép so sánh đủ kiểu thì chúng ta nhận thấy rằng dòng điện 110V dù có an toàn hơn dòng điện 220V thật, nhưng chi phí để đầu tư đường dây điện 110V lại tốn kém hơn 220V rất nhiều. Bởi vì nó cần phải có hệ thống đường dây điện, các trạm điện năng và cột dẫn điện có chất lượng cao hơn. Ấy vậy mà điện áp 220V lại có hiệu suất vượt trội hơn và mức
hao hụt điện năng thấp hơn 110V nhờ khả năng truyền tải dễ dàng hơn. Với một quốc gia chưa giàu như Việt Nam thì việc lựa chọn nguồn điện áp 220V quả là sự lựa chọn trên cả tuyệt vời. Nó giúp chúng ta không phải bỏ ra quá nhiều tiền bạc để đầu tư cơ sở vật chất cho hệ thống điện mà vẫn đảm bảo được nguồn cung đủ mạnh phục vụ cho cả một quốc gia rộng lớn. Mà đâu chỉ có Việt Nam thôi đâu, hiện tại có đến 80% các quốc gia trên thế giới sử dụng nguồn điện áp 220V đến 240V, trong đó bao gồm rất nhiều các quốc gia châu Á và cả châu Âu đây. Vậy nên là không có chuyện tại vì Việt Nam nghèo nàn, lạc hậu nên là mới xài điện 220V đâu. Mà ngay cả là bố già đại gia như Mỹ thì cũng muốn chuyển đổi sang nguồn điện áp 220V mà không được đây này. Còn các bạn nghĩ sao về câu chuyện này, hãy comment xuống phía dưới để mọi người cùng bàn luận cho sôi nổi nhé. Các bạn thân mến, vấn đề thiếu hụt điện năng luôn là một vấn đề nóng hổi được đem ra bàn tán sôi nổi tại Việt Nam suốt nhiều năm qua. Nhất là vào những ngày mùa hè oi bức, khi mà các dòng sông khô cạn thì cũng là lúc tình trạng thiếu điện trở nên cao trào. Chính vì lẽ đó mà dân chúng cả nước hết sức than phiền, thậm chí là nhiều người còn muốn nhà nước ta bỏ đi luật độc quyền điện để nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường màu mỡ này. Cơ mà, bất chấp tất cả, đến tận ngày hôm nay, chính phủ của ta vẫn quyết chết, quyết sống độc quyền phân phối điện cho người dân cả nước. Các bác lãnh đạo tuyệt nhiên không cho bất kỳ doanh nghiệp tư nhân nào sớ dớ vào lĩnh vực này. Vậy các bạn có bao giờ tự hỏi lý do vì sao mà nhà nước Việt Nam quyết giữ lấy sự độc quyền này hay không? Phải chăng vì mục đích tư lợi gì đó mà các bác không màng đến dân đen hay còn nguyên nhân sâu xa gì khác? Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, mình sẽ giúp mọi người giải đáp thắc mắc này ngay trong video clip dưới đây. Nhưng mà trước khi bắt tay vào việc chính thì các bạn vui lòng nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Để đảm bảo an ninh quốc gia, các bạn biết không, trong lĩnh vực kinh doanh điện thường sẽ có 4 phân đoạn quan trọng, đó là sản xuất điện, truyền tải điện, bán buôn điện năng và cuối cùng là khâu bán lẻ cho người dùng trên cả nước. Trong đó thì nhà nước chúng ta không độc quyền sản xuất điện mà sẽ chia sẻ cho các nhà máy điện tư nhân trên toàn quốc. Nhưng ở giai đoạn truyền tải điện năng và khâu bán lẻ cuối cùng thì đều được EVN độc quyền. Hiện tại thì EVN đang quản lý và vận hành đường dây tải điện Bắc Nam để phân phối điện năng đến tất cả các tỉnh thành trên cả nước. Cứ hễ đường điện truyền tải nào mà có công suất từ 10kV trở lên thì đều là của EVN hết các bạn ạ. Chẳng có anh bạn nào dám nhảy vào đó để mà chia phần với ông lớn này. Nói về EVN thì như chúng ta cũng biết rồi, EVN là Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trực thuộc sự quản lý của Bộ Công Thương. Và đây cũng chính là một trong những doanh nghiệp nhà nước hạng đặc biệt hỗ trợ chính phủ kinh doanh đa ngành. Nhưng cái chính vẫn là sản xuất, điều hành, mua và bán buôn điện năng, xuất nhập khẩu điện năng và đầu tư, quản lý vốn đầu tư các dự án điện trong ngoài nước. Tuy nhiên suốt thời gian qua EVN liên tục than lỗ với con số lên đến hàng ngàn tỷ đồng, khiến cho người dân vô cùng bức xúc. Rất nhiều người vì thế mà đã phản đối chuyện chính phủ nước nhà vẫn bá đạo độc quyền phân phối điện qua EVN và liên tục đòi tẩy chay. Nhưng các bạn có biết không, sở dĩ nhà nước ta quyết độc quyền bán điện cho bằng được là bởi vì an ninh quốc gia đấy. Bởi vì mọi người nên biết rằng điện năng là một trong những loại năng lượng vô cùng quan trọng đối với một đất nước. Nó được dùng rộng rãi trong quá trình sinh hoạt của người dân, trong các hoạt động sản xuất, khai thác và thậm chí là quốc phòng an ninh luôn. Nếu như bây giờ nhà nước ta cho tư nhân hóa ngành điện thì chắc chắn là nhiều anh em trong nước và cả mấy anh bạn Lào, Trung và Cam cũng sẽ nhảy vào đầu tư. Nhớ đâu mấy gã đó cũng theo chủ nghĩa chống cộng, có âm mưu lật đổ chính quyền thì sao? Rất đơn giản, họ chỉ cần ngắt hết đường dây điện là cả xã hội loạn cào cào lên ngay. Chưa hết đâu nhá, chỉ cần mấy doanh nghiệp đấy chơi ác tăng giá điện lên vài lần thôi là nền kinh tế nước nhà sẽ cắm đầu xuống đất ngay. Dân chúng khắp nơi sẽ trở nên lầm than các kiểu bởi vì chả có đủ tiền mà mua sắm điện năng đâu. Còn trong trường hợp các doanh nghiệp điện tư nhân có năng lực sản xuất kém hoặc là không có đủ nguồn vốn để duy trì hoạt động kinh doanh của mình thì sao? Thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra chứ còn sao nữa. Chẳng hạn như khi mà đường dây điện bị hư hỏng do sự cố nào đó, họ sẽ không thể khắc phục nhanh chóng như những gì mà EVN đang làm hiện nay. Tình trạng mất điện sẽ kéo dài khiến cho quá trình sinh hoạt, sản xuất bị gián đoạn liên tục. Còn nếu đen hơn thì doanh nghiệp đó sẽ bị lỗ vốn đến mức phá sản luôn. Vậy thì tất cả các đường dây mà họ lắp đặt sẽ nằm chết chân một chỗ, mặc cho mối mọt gặm nhấm mà chẳng có ai tiếp quản trông coi. Nó sẽ dẫn đến rất nhiều sự cố rò rỉ điện nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng con người.
Vậy nên, độc quyền điện vẫn là cách lý tưởng để nhà nước quản lý tốt nhất nguồn năng lượng quan trọng của quốc gia. Qua đó, chính phủ nước nhà sẽ hạn chế tối đa những nguy cơ có thể dẫn đến bạo loạn chính trị, giúp bảo vệ nền an ninh quốc phòng toàn diện. Nhưng ngoài ra thì còn có rất nhiều lý do khác nữa khiến cho Việt Nam chúng ta phải đưa ra quyết định đi ngược với nhiều nước phát triển trên thế giới. Mình sẽ bật mí tiếp cho các bạn lý do thứ hai sau đây. Chi phí sản xuất và phân phối điện quá lớn nên tư nhân không kham nổi. Có một sự thật mà không phải ai cũng biết là kể cả khi Việt Nam chúng ta cho phép tư nhân hóa ngành điện thì cũng chả có một kẻ điên nào dám nhảy vào đây mà thầu hết các bạn ạ. Chắc hẳn là nhiều bạn nghe thấy thế thì sẽ bảo mình bốc phét đúng không nào? Nhưng mà đừng vội nhé, mình sẽ giải thích cặn kẽ cho các bạn biết lý do vì sao. Mọi người nên biết rằng chi phí xây dựng đường truyền tải điện năng từ nơi sản xuất đến các hộ gia đình là cực kỳ khổng lồ. Nói đâu xa, trước đó tập đoàn Nam Trung chỉ xây dựng trạm biến áp và đường dây tải điện 500 kV có chiều dài tầm 15 km thôi mà đã có chi phí lên đến 2.000 tỷ đồng các bạn. Vậy thì vị trí cứ 1 km đường dây điện như thế, tập đoàn này sẽ phải bỏ ra con số siêu to khổng lồ là 133 tỷ đồng. Cơ mà đầu tư đến như thế và quyết định cho không nhà nước luôn thì các bác lãnh đạo của chúng ta vẫn ậm ừ không mấy mặn mà. Bởi vì các bạn biết không, điều kiện kèm theo của tập đoàn này chính là chính phủ phải cho họ bán điện vào lưới điện quốc gia đấy. Nhưng vấn đề là trước đây nhà nước ta từng từ chối việc mua điện của Nam Trung rồi bởi vì đường dây quá tải của họ không đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật. Giờ thì Nam Trung đã xây mới đường dây truyền tải xong nhưng chỉ giải quyết được cái ngõ tắt trong hẻm thôi. Trước khi kết nối với hệ thống điện quốc gia thì nó vẫn tệ như là bình thường. Quay trở lại với câu chuyện vừa kể trên thì với chi phí đầu tư cao như thế chắc chắn các doanh nghiệp tư nhân sẽ áp dụng giá bán lẻ điện năng trên trời cho các hộ dân. Và nếu như EVN chỉ thu phí 100 đồng một số điện đường dây thì họ sẽ thu đến 300 đồng mà chưa chắc đã lấy lại được vốn liếng. Và cuối cùng là người chịu thiệt nhất cũng chỉ là dân đen chúng ta thôi. Thì các bạn còn muốn nhà nước bỏ độc quyền điện năng nữa hay không nào? Nhưng mà tận cùng của sự thật thì vẫn không dừng lại ở đó đâu. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu lý do thứ ba khiến EVN dù lỗ sắp mặt vẫn quyết không chia phần cho ai. Đảm bảo điện năng đến với mọi nhà. Như đã nói ở trên thì chi phí xây dựng đường truyền tải điện năng khá cao. Nếu như các công ty tư nhân được phép tham gia vào thị trường mua bán lẻ ở Việt Nam thì họ chắc chắn sẽ thu phí thấp với những hộ dân nằm gần nhà máy sản xuất điện của mình. Riêng những ai mà xui xẻo sống ở xa nơi cấp điện thì chắc chắn họ sẽ phải bỏ ra một số tiền khổng lồ để được hòa lưới điện sử dụng. Mà các bạn cũng biết rồi, người dân chúng ta cũng không khá giả gì. Thu nhập của chúng ta cũng chỉ thường thường bậc trung thôi mà lại phải lo chi tiêu đủ thứ như ăn, mặc, ở, đi lại. Vậy nên rất có thể khiến cho nhiều người ở vùng sâu vùng xa sẽ không có đủ điện để mà chi trả khoản phí sinh hoạt này, khiến cho họ chấp nhận cảnh sống thầm luôn. Đó là chưa kể đến trường hợp các doanh nghiệp tư nhân vì ngại chi phí cao và khả năng hoàn vốn thấp mà không đầu tư đường truyền tải đến khu vực miền núi, hải đảo. Vậy thì làm sao nhà nước ta thực hiện được chủ trương đưa điện năng đến nhà nhà, người người được cơ chứ? Thế nên là Việt Nam từ chối tư nhân hóa ngành điện là đúng lắm rồi đây này. Cơ mà nếu như các bạn biết lý do cuối cùng dưới đây thì các bạn phải vỗ đùi đen đét. Bởi vì là quyết định sáng suốt của nhà nước ta đấy ạ. Vậy đó là gì? Mình chia sẻ nốt luôn đây này. Việt Nam không muốn đi vào vết xe đổ của Mỹ. Nói đến quốc gia có ngành điện tư nhân hóa phát triển mạnh mẽ hiện nay, chúng ta không thể bỏ qua Hoa Kỳ đầu tiên. Hiện Hoa Kỳ có đến 1.600 công ty điện tư nhân đang hoạt động mạnh mẽ. Còn nếu tính luôn các công ty dịch vụ liên quan đến lĩnh vực này thì con số ấy có thể lên tới 3.000. Và tính đến năm 2022 đã có gần 20 bang của Mỹ cho phép người dân lựa chọn nhà bán lẻ điện năng cho mình để đảm bảo mức giá ưu đãi nhất. Bởi vì các bạn biết không, giá bán lẻ hàng hóa được các doanh nghiệp tư nhân áp dụng khác nhau ở các tiểu bang Hoa Kỳ. Nếu như ở những tiểu bang bình thường giá điện chỉ khoảng 8 cent trên một số điện thôi, thì ở Hawaii và Cali con số này là 35,15 cent lận. Quá là bất công đúng không nào? Mà chưa hết đâu ạ, theo thống kê vào năm 2021 cho thấy ở Mỹ, nhiệt điện hóa thạch được sản xuất từ than, khí tự nhiên và dầu mỏ chiếm đến 61% nguồn điện năng của cả nước. Trong khi đó thì nguồn điện năng được sản xuất từ khí đốt chỉ chiếm khoảng 38,3% mà thôi. Khi dịch Covid xảy ra, các hoạt động khai thác khoáng sản bị trì trệ, khiến cho giá nhiên liệu tăng cao. Nhưng các doanh nghiệp bán buôn điện tư nhân tại Mỹ lại không được nhà nước trợ giá, bắt buộc họ phải tăng giá lên gấp nhiều lần, dẫn đến cuộc khủng hoảng điện năng hết sức tồi tệ, khiến 20 triệu hộ gia đình tại đây không trả nổi hóa đơn tiền điện do thất nghiệp kéo dài vì dịch bệnh. Rồi đến khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra, giá năng lượng lại tiếp tục tăng cao, đột biến, khiến cho giá điện ở Mỹ cũng nhảy vọt theo cấp số nhân luôn.
Nhiều chuyên gia dự đoán rằng bi kịch rất có thể sẽ lặp lại lần nữa, khiến cho dân chúng nước này phải lao đao, khốn đốn. Còn trong khi đó thì nhà nước ta lại trợ giá nguồn điện năng cung cấp cho người dân. EVN sẵn sàng chịu lỗ thay cho dân chúng để giữ mức giá bình ổn suốt mấy năm trời luôn, chứ không tăng giá đều đặn hàng năm như các doanh nghiệp tư nhân ở Mỹ. Vậy nên Việt Nam chúng ta không muốn đi vào vết xe đổ của anh bạn Mỹ bằng cách là không tư nhân hóa ngành điện. Mình thì hoàn toàn tán đồng với lại chủ trương và quyết định của nhà nước Việt Nam. Còn các bạn có ý kiến như thế nào thì hãy comment xuống phía dưới video nhé.